Hello các bạn, thì hôm nay là mình đã đi đến tới khu Phước Lộc Thọ nha. Cái này là khu cổng trước, là bây giờ hiện tại. Ok, hiện tại thì người ta mà mình đang ở cái cổng trước thì người ta có hội chợ Tết rất là đông. Tuy là mưa nhưng mà giờ sắp sửa mưa thôi, vẫn rất là nhiều người ở đây. Đó. Đậu xe hồi nãy cho anh tới là tìm hoài cũng không có chỗ đậu xe luôn. Bây giờ không cho anh dẫn Tina đi restroom, đi vệ sinh, như giờ không biết mấy má của mấy đứa nhỏ đâu rồi. Bây giờ mình đi hướng này nha. Đó. Đó. Ở đây đó. Đây là khu cái này gọi là trung tâm, cái mall đó, là giống như của Việt Nam, mình nè. Thì những người nào mà đi ở tư bang khác á, mà qua đây thăm Cali đó là nhất định là phải đến cái chỗ này thôi. Ở Phước Lộc Thọ đây. Ở trong Phước Lộc Thọ này là còn nhiều ngăn, mấy cái ngân hàng nữa. Đó, bây giờ mình đi tìm, đợi coi. Nhiều người quá. Ở bên đây thì có bán đủ loại cây. Đây là hành mai. Đó, nếu ai cần mua mai thì tới đây mua. Cái gì con? Đây coi. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, Phước Lộc Thọ ba ông đó kìa. Đó. Đây mai thiệt cũng có mà mai giả cũng có nha. Đó, đầy đủ hết. Đó, ly xì tùm lum hết. Đó. Bây giờ đây là có nhiều người ta mặc áo dài luôn, tượng trưng cho người Việt Nam mình luôn, rất là đẹp, dễ thương. Đó, thì mình đi vòng vòng mình tìm má của mấy đứa nhỏ nha. Đó. Ồ, đông quá, đông như kiến luôn các bạn. Rồi con tin nhớ tìm má mi nha. Đó, ai muốn muốn sinh lộc thì tới đây chụp hình, cảnh rất đẹp, nhiều người chụp hình lắm, quay phim đầy đủ hết. Đó. Thấy mầm không? Đông quá trời luôn, mông, hoa bông lan cúc qua đầy đủ luôn. Hả, má mi có đâu đây, đứng bên đây ông ta. Ở đây, ở ai đây? Đây. Ơi, sao con? Mua cái gì? Mua cá hả? Cá đâu? Ở đâu cá đâu mua? Đâu mua được con cá. Không mua được con cá đâu con. Đó, quay hết chưa? Thế nào mua con? Không, chả có gì hết, mấy giống mấy thằng hàng này thôi. Fishing cái gì cơ? Đó, bây giờ pháo nổ ầm ầm đùng luôn. Các bạn thì có thể là không ngửi được cái mùi pháo đâu, nhưng mà John thì ngửi được, đốt dữ dội lắm. Sao con? Mua đồ câu cá giả hả? Ờ, không được đâu, đừng có mua. Cái gì? Con muốn mua hả? Con có tiền không? Tiền ở đâu? Tiền có đâu? Má đâu có tiền, ba đâu có tiền. Ở bên đó đó, sau cái gian này là đá pháo quá trời luôn nha, có nhiều pháo lắm. Bây giờ đi đâu nữa vậy? Vòng chơi, biết chắc cái gì hả? Không, cũng bình thường giống mấy dân vậy thôi. À, đi qua bên đây coi cái pháo này, anh nghĩ có lý hơn. Người ta đốt nè. Đây con. Mấy đứa theo ba nè. Nắm tay ba đi nè mấy đứa. Trời ơi, pháo quá trời bên đây luôn, đốt ầm luôn. Đó. Đó, pháo sau lưng trên là đốt pháo quá trời, nếu bây giờ trên qua bển không biết pháo còn nữa. Con làm gì? Muốn tôi... Ok làm đi con, chọi đi. Ấy dạ, hết hồn. Pháo ra quá trời luôn. Đó, ngập trời luôn. Có cái cây ở cái ổi cái kia bự quá trời. Rồi, ủa Eden cuối cùng mami cũng mua cho con được hả? Đúng thì là mami chùi chiều cũng quá luôn rồi nha. Đi. Cầm nha, mẹ đi, cầm một tay một cái. Ủa mami không mua cho hai đứa hả? Ủa sao kỳ vậy? Mua cho Eden mà không mua cho hai đứa con gái là sao? Cái này kỳ cục quá má, mami kỳ nha. Đây 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 con. Cái vòng ra cái này đây đó. Trái cây cũng có bán bên đây kìa. Cầu dừa đủ size thế. Bông đẹp ghê luôn. Rồi cái bông này bố bông mình cũng mới mua tuần phát nè. Đẹp. Quýt rồi, bưởi rồi. Thôi cái rẻ không rẻ mua mà phải tát xuống dưới Úc chơi. Đưa đi qua bên kia coi pháo đi, pháo nhiều quá. Đi 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 qua đốt pháo coi. Tina này đi theo ba đi. Bây giờ mình sẽ đi qua bên kia mình coi pháo nha, tại nghe đốt pháo dữ dội quá. Đông quá, đông quá trời đông luôn, chen qua chen lại. Trước mặt mình đối diện đó là chợ Á Đông nha. Hồi lâu lâu trên cũng đi chợ đó. Đây là chợ tôm khô. Chắc mình đi qua bên đó là chợ pháo là lúc đã hết rồi. Đây đường này chật nứt luôn, cả đóng luôn. Đây 90% là nghe người Việt mình. Xe cái đóng luôn. Ở đây toàn là nhà hàng rồi Việt Nam không. Bến là tiệm vàng rồi đầy đủ hết. Xe điện của xe Tesla, Lexus. Việt Nam mình chuộng Lexus lắm, thấy Lexus lại đây nhiều. Nguy hiểm quá. Cái gì hả? Nó đi quay coi pháo này con, coi pháo xong mẹ đi. Đó, đảo pháo ở đây nè, để giờ vô có múa lân nữa, để bạn coi nha. Đi vô coi múa lân. Nè đi qua đây, đi qua đây nè, đi nước nè, coi chừng nước nè, coi chừng nước. Qua đây, cái này đi qua đây con. Eden làm gì Eden? Sao em muốn vô chụp hình với anh đó không? Mệt rồi. Đó thì bây giờ mấy người này cho anh nghĩ là giống như là sinh viên thôi đó. À, sinh viên đó, sinh viên hết, mình giỏi lắm nha. Em muốn qua bên đốt không? Mua phong đốt chơi. Đốt pháo là đốt tiền á. Đi đi. Em đốt đi em. Em đốt đi. Đốt đi. Đốt quên đốt không? Rồi chị đốt phải không? Dạ em đốt. Rồi lấy đi. Tina quay cho mẹ nha. Chị có hột quẹt chứ. Đốt này này yêu tài nó có đi biến mất không anh? Chắc chắn rồi. Mà tiền nó có vô ngược lại không? Chứ gì nó mất 10 đô. Đây chị cầm phải không? Để bà cầm đi. Rồi chị cầm đây. Đó. Em cầm hả? Rồi chị cầm. Chị muốn tự đốt cũng được. Tự đốt đi nha. Đó. Lấy nhau, quay phim hả? Đốt đi kìa. Đó, đốt đi. Rẻ quá trời, 10 đồng một phong nha các bạn. Thấy gái đẹp ơi. hơn em. It's loud ha. Nó lớn tiếng rồi ha. My ear, I feel like my ears are bleeding. Đúng rồi. Rồi cho luôn. Ủa cái gì vậy? Sao đốt nữa vậy? Ờ cho free hả? Ờ. Ủa giờ mình quay luôn hả trời? Chị ơi cầm đây đi chị. Vui quá. Vô nha. Rẻ lắm các bạn ơi, chứ 10 đồng một phong thôi, 10 đồng thôi. Rẻ lắm. Vô. Cháy rồi. Điếc lỗ tai luôn ha. Vậy làm tô nữa vô trả tiền nhiều nữa kìa. Wow cái này nhiều nhá. Eden stand back. Eden đứng lại đây con. Wow. Nó lớn thì anh tranh á. Rẻ quá, rẻ có 10 đồng bông mà rẻ quá. Cô đi đón nè, 10 đồng nè, đó, giỏi quá. Cô đó là con đốt cho. Quên 10 đồng. Đó dài kìa. Oh wow, dài quá. Oh wow. $10. 10 đồng một phong pháo quá rẻ. Được 2 phong rồi. Rồi có người mua rồi kìa, 10 đồng phong có người mua rồi. Rồi. No. Đừng có dùng. Rồi đây nha, rẻ lắm nha các bạn, 10 đồng một bông thôi, 10 đồng thôi. Ủa sao mau vậy? Cái đó mau quá. Mau quá vậy. Hey Dad, Xong chưa? Đi về. Ok, bye bye. Ở đây là cái bức tượng Trần Hưng Đạo. Như bức tượng này có để ở cái công viên ở bên 4 Mile Square cũng có một cái nữa. Đức Thành Trần hả? Thánh Trần. Cảm ơn anh. Bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ gần 3 giờ rồi mà người ta vẫn còn đông nè. Ở đây kẹt luôn. Lẩu đồng quê hả? Từ từ để qua đường nè. Thôi bây giờ mình sẽ đi lại chiếc xe của mình. Mình đi lên xe xong rồi bắt đầu mình đi qua nhà của em gái của John. Nếu mà tới nhà em gái của John mà nó không có mưa, John sẽ review cái xe của em gái của John.